mới cho nó vào. Không ai bán điểm trợ là mình đi. Đúng rồi, đúng rồi. Viên nữa, viên nữa, viên nữa. Viên nữa được không? Cari ơi. Ôi ôi, bắn trượt kìa. Ui ôi, ép BZ cũng bắn không được 100 máu vào nó. Ui ôi, Cari thêm phát nữa trượt. Thật luôn hả Cari? Ria Văn Ly chặn đường ngay. Ôi máy quá, mình bảo mình chặn đường cho con Kari bắn mà nó còn trời ơi, vẫn trượt một viên nhưng mà đủ để kết liễu con 430 full cây. Ok, full cây đúng không? Như 6, 3 viên. Lọt khe. Ôi lọt thật. Ôi lọt thật kìa. Unbelievable. Ừ, unbelievable luôn. Làm quả lọt nữa thì đỉnh văn cao. Rồi nó đi đấy. Bãi mới được một cái băng chuẩn. Hay là mình giấu sai nhỉ? Giấu sai chờ cái địch ra úp con tên là 7 heavy. Bởi vì nó yếu mà. Bắn 4 viên xong là phế. Thì bây giờ mình giữ sai thì có khi là hay này. Đấy 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 đấy. Đấy đấy, giữ sai giữ sai. Để cho kẻ địch ra úp rồi quên mình ra mình bắn. Này chuẩn bị này. Hết đạn này, hết đạn là nó ra nó bắn này. Đấy đấy đấy, đấy TB này. Đấy TB nhá. Có TBB. Khả năng cao có cả bát chát. ES4 thì không nói. ES4 kiểu gì cũng sẽ trả thù con tên là mình Yavi và ra bắn. Thì bây giờ mình sẽ chờ nó ra úp cái đã. Chúng nó sẽ check side này. Chúng nó sẽ check side đằng sau trước. Để xem là có TD không. Còn nếu không có là nó ra. Đấy. Anh em hiểu không? Từ từ thôi. Rũ. Rũ 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 rũ. Đừng 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 lên nữa. Ui bắn toàn trượt ES4 thế. Thôi. Đúng rồi. Thôi thôi thôi. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Đúng rồi. Để đấy để đấy để đấy. Đây, giờ mình ra này. Giờ mình ra là hợp lý đấy. Trượt mất một viên. Nhưng mà thôi, nếu mà không trượt viên TB thì theo 7 sẽ dễ xử con TB hơn đúng không? Một viên. Bơi vào đây. Đứa nào sẽ lĩnh một viên của tao nào. Bơi vào đây. Bơi vào đây. Come on. Come on. Ta chát. Đúng rồi. Chạy về đấy là chuẩn bài rồi. Ok xong. Đấy cho mỗi người một viên. Đó. Mình thử mang 20 viên đạn AP xem sao nhá. Full cây con Fox phải không? 4 viên full cây. Yes, 2000.
số đẹp rồi đấy, 20-30-10. Tỷ lệ bút chuột chuột rồi đấy. Xem có được độ không? Có thể anh em không biết thì đạn AB con này bay nhanh phết, 1001 à? 1002, ok. ABCR 1005. HE 1002 bằng AP. Bay thì nhanh mà đạn thì đào lao. Có ra cái thể thống gì không đây? Hả? À. Rõ ràng con này sử dụng khẩu pháo phòng không và sao hạ à nâng kém nhở, đúng không? Nhìn này là nâng kém đấy, đáng lẽ nó phải lên được tầm 80-90 độ. Ừ, nhìn thèm thế, còn 10 giây nữa mới có đạn cơ. Rasmus xông pha trận mạc. Wait a minute. Ta. Tôi nghĩ là ABCR không phải là đạn mạnh nhất của con này đâu. Bắn được pha nào nảy đạn đứa trước đứa sau tiêu diệt đó, sát thương thôi, mình chưa bao giờ được mạng nảy tiêu diệt, nhưng mà sát thương thì có, sát thương thì ăn rồi. 3 lần cơ, 3-4 lần gì đó cơ. Sen đang lên đánh nhau kìa. Làm sao mà ăn được chúng nó? Toàn đạn hit thôi. Đầu cũng còn có 200 năm mấy, ăn làm sao được. Hit 300 là đục được rồi. Xe này là phải di chuyển ra chỗ khác đi. Mình ít khi cầm xe lên trên đấy lắm. Cầm UDET thì lên, còn xe thì không. Quan trọng là con Matico có dám lên lần nữa không nào. I'm wrong with you, Wolfen Trager E 100. Sorry. Hai LT đi rồi, thì mình lên cao tí để bắt đầu bắn điểm trợ đồng đội. TB vừa chạy qua, mình cũng đang tính sang con TB đấy. Làm ơn những quả pixel này mà chuẩn văn chỉnh, chỉnh văn chuẩn thì tôi sẽ nhìn nhận lại. Hơi khó, có lẽ phải tìm một góc khác. Ra điểm trợ Green Day. Con Sen và con TB một úp này. Bạn ơi, I'm coming for you. Cả 268. Đúng rồi, bạn bắn nào chúng nó vào này. Có khả năng nó vào đấy. Mình đoán vậy. Bởi đang thấy Green Day đi lẻ mà. Ơ, đội thua rồi à? Đội thua rồi. Tôi thua rồi. Mất đi chỗ trụ à? Mất đi một cái chỗ trụ chắc thì hơi khó. Đúng rồi, đúng rồi. Có khả năng Sen chuẩn bị vào con Lin đấy.
nó sẽ ăn con 60 TP trước đúng không? Này ơi, chạy em đấy làm gì? Ôi, đừng chạy qua đấy. 60 TB nó còn tí máu thì bỏ thôi. Sống sao nữa? RC đừng ném ở đây nhá. Ném ai ném đừng ném ở đây. Ôi. Qua đây luôn ạ. Nó đang muốn về reset. Còn đúng một viên. Được à? Chạy được không? Chạy được thì mới có cơ hội sống. Cố lên Manticore ơi. Mười mấy giây nữa kịp không? Hay, chạy có V5 kìa. Ôi bị reset. Căng nhỉ. Ô, vào được kìa. Cô ấy chưa vào thì mình đứng chặn ở đây thì ngon. Rhino, Rhino. Ok, vẫn kịp, nhưng mà mình chỉ còn 100 máu thôi. Khó quá. Rồi TB nó ra nó xử mình thì đẹp luôn. Đấy, thấy chưa? TB đằng sau à. Có ai hiểm trợ mình một viên đúng không? Một lần này thì lại tốt. Hai là có người hiểm trợ một viên. Hay quá. Viên này phải xuyên. Tay. Ui, hú hồn. Ui hú hồn kìa. Ui hú hồn thật đấy. Em về vào này. Thôi bắn điểm cho đồng đội. Không cá nhân. Không cá nhân, không cá nhân. Thế ăn rồi, xong rồi, xong game rồi. Không cá nhân. Ok. Mình muốn để lại 2 viên vào con FV cơ. Top gun. Yes. I'm still alive. I'm still alive. I'm wrong. Tôi đã sai. Tôi đã trách nhầm em WTE100. Wargaming đã kiềm chế em đó lại bằng cách giảm RNG của đạn vàng và hãy chuyển sang đạn AP để bắn. Unbelievable. Bắn chưa đến 5.000 sát thương và kiếm được Master. Lại còn được lưỡi kiếm sắc bén cấp 3. Sau một năm trở lại. Kinh nghiệm gốc 3-4 ngày nay chưa lên cao này là tôi kiếm được Master. Định bỏ cánh à? Định bỏ cánh không à? Bạn đi coi đến đây ở chưa thấy đâu. Bỏ à? Bỏ anh em ạ. Đội mình cũng bỏ cánh HT.
Vui thật đấy. Thôi rồi. Ê, vừa bị bắn mù này. F3 vừa bị bắn mù à? Hay là Ziggler này? Ủa là sao? Mình nghe tiếng binh một cái về đây. Thay 5 thì có 3 ABCR bột. Từ đây bắn cũng hơi khó trúng đấy. Chỉ có đạn hit thôi. Ê, 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 ê. What? What the hell? Không chạy về đây à? Không chạy về đây. Chạy về đây mình xin 2 viên. Pháo ơi. Pháo tự anh của này nó lên nó bắt đấy. Nó lên nó bắt kìa. Nó lên nó bắt kìa. Ok. Mấy ông này tôi phí bởi viện. Không sao. Bây giờ pháo chạy được không? Lộ hình rồi. Lộ hình rồi nhưng mà quan trọng có chạy được không? Ok kìa. Đích lên rồi này. Ôi, Caravan chống cự cái biếu ấy. Mà tôi cũng không hiểu tại sao bỏ cánh rồi mà Caravan vẫn cắm đầu cắm cổ đi lên. Lộ ta. Chơi đấy soi không lộ. Con Caravan mà thủ ở cái đoạn dốc này là quá ngon này. Đây này. Nó chỉ cần soi thập thò soi đồng đội mình là phê cực kỳ. Hai con gì cơ thủ kia. Bố ai dám lên. Ôi nó xuống rồi. Đá rồi. Lộ. Nhìn vậy là lộ. Mình sợ pháo ném quá. Chỗ này nó hở. Thôi, K91 rồi. Cố làm gì? Cố để mất 700 máu. Chẳng để làm gì. Thật sự K91 này. Ông ấy chỉ cố gắng ăn con Blast Kawika mà mất sạch máu thì chẳng để làm gì cả. Phí. Cái kia nát. Ok. Lại một trận đấu đội chơi tào lao bí đao. Tập trung hết một cánh cũng chẳng đẩy được. Quá và dở. Các bạn nghĩ mình là ai? Trời ơi, ABCR chỉ có xanh lè ra rồi mà. Thôi cố gắng về cuối nào. Nãy giờ chưa thấy pháo ném ở đây cũng không nhận là mình cũng may. Cũng may đấy. Ủa? Sao viện? Viện thứ hai? Viên đang muốn bắn nốt. Ziggler đấm nó. Đừng trượt. Ông ấy không bắn. Ziggler ơi, hại đồng đội rồi Ziggler ơi.
Cái pha mà không bắn được tên A7 Heavy chạy qua là một sai lầm lớn. Ôi kênh xe và tạch. Nhưng mà pha tiếp theo là bắn trượt con VK và bây giờ để nó vào nó đấm con thai 71. Mình còn 30 giây nữa cơ. Kịp không? Nào 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 nào. Ôi không kịp à. Đi à. Hay. 10 giây nhanh, bắt chát đến, UDS đến, bắt chát UDS đến. Mình không kịp rồi, khả năng cao. Khả năng cao thay 1 đi à. Vẫn kịp. Hay. Cuối cùng gì rồi cũng đã có tác dụng. Ok, mình sẽ di chuyển ra khỏi vị trí này, không pháo ném. Lên điểm trợ con E3 và bắt chát nào. Ui, không biết là WT bên địch đã di chuyển lên vùng trung tâm chưa. Nếu chưa thì mình có thể bắn móc con GG ở đây được. Ôi thôi xong. Có người trung tâm à? Đấy, thấy không? Có người vùng trung tâm à? Có GG. GG bắn được không? À, có WT quên. Khó đấy. Giờ mình muốn móc con GG em phải tiêu diệt được con về AB thôi. Giữ ABCR lại cho con GG. Hoặc là con Fox. Quan trọng là bắt chát bị giam rồi. Mình lại không muốn đi ở giữa đồng như thế này. Có thể sẽ ui. Hay. Từ từ, có khả năng tôi trách nhầm ông GG. Ông ấy chỉ bắn trượt một viên thôi nhưng tôi đã trách nhầm. Nhưng mà mong đâu ấy có thể thể hiện được cái phong độ tiếp theo. Đừng làm mọi người thất vọng. Khi mà ông GG đến đây rồi này thì mình bắt đầu di chuyển này. Bởi vì ông ấy đã biết được rằng là con WT không còn ở đây nữa. Đó. Anh em hiểu chứ? Mình còn 5 phút cơ, cứ từ tốn. Không check, đừng check. Phí anh em ạ. Ui, con Fox. Fox ở đây. Bắt chát muốn chạy về nhưng không kịp. Mình có lên đi xuống dưới không nhỉ? Kiểu đường này nó hẹp ấy. Khả năng cao WT rút à? Rút rồi. Nó về nhà thủ với con Fox rồi. Ê! Ui, chưa rút. Ui. Gì cơ? Hay! Hay. Sao WT bên địch chơi kiểu gì nhỉ? Ê! Ui, hình như là chơi không tốt. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp cận ở bên trái. Hay quá. Con Fox vừa chạy sang bên trái cơ. Lộ không? Không lộ. Nhanh. Đi bắt pháo trước. Hoặc là đi bắt Fox trước, bắt pháo trước tùy. Bắt ai trước cũng được. Nhưng mà mình thấy pháo ở đây này, pháo vừa ném ở đây này. Bốn viên đủ tiêu diệt con Fox nếu bắn xuyên hết. Quan trọng là tiếp cận nó kiểu gì đây. Không thể tiếp cận bằng con đường này được. 100% là không thể tiếp cận bằng được. Bởi vì đi rất là dài. Mình phải vòng về. Nảy thiệt hại kém thì hai viên mới ăn được con GG cơ. Support my position. Bây giờ ba người hợp lực là nó không ăn được. Ba viên làm sao ăn được. GG từ GG ơi. Mình chỉ lo cháy rồi. Ê, mình lo nó bắn thằng nào cũng cháy thì
Nếu mà con gì đi lên mà không lộ thì khả năng cao đứng đây này. Ủa, không hề có luôn. À, lên đây thủ rồi. Có phải vậy không? Ui, nó chạy đi thủ rồi. Ui, ghê vậy. Thế chứng tỏ là cái quả mà thằng bắt chát chạy về kia là con phốc chạy theo. Ui. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Lộ này. Chiếm đi, chiếm đi, chiếm đi cho nó về. Trận đấu gì mà căng thẳng thế? 2 phút. Uầy, sợ thật. Nè, thế mà cái quả mà mình bắn con bát chát xong mà nó không quay lại bắn mình. Thế chứng tỏ nó đang đi móc cánh 1-2 phải không? Nó đang chạy lên quá cánh 1-2 rồi và chưa chạy về kịp. Ok. Thôi, để cho an toàn, không muốn cá nhân nữa thì chúng ta nên chiếm để mang về chiến thắng. Trừ khi nó chạy qua bên trái này thôi. Ui đấy, một viên đạn hit cơ. Ở đâu vậy? À đây, ở đây, ở đây, ở đây, ở đây. Dây cuối mình ra mình bắn này. Miễn là cho lóe sáng cái thanh lên đã. Ok. Đúng rồi, nó ở đấy. Còn không biết có xuyên hay không. Xuyên thì lên 6K6, 6K7. Xuyên. Xuyên phải không? Master. Đúng rồi, xuyên. Bạn bắn mình 600, mình cũng trả lại bạn gần 600. Ok. Trận này thoát tim thật đấy, cứ tưởng thua nơi rồi. Nhưng mà lật kèo. Quan trọng là cái ông ZG này, ông ấy làm mình không bàn nữa. Nhưng đây, cái yếu tố mà bọn mình thắng là đây. Warfan Trager bên đội địch chơi không tốt chút nào, thế là bọn mình thắng. Đáng lẽ nó phải hợp quân với cái đám mà đang tấn công bọn mình là VK với UDES các thứ ấy. Nhưng mà yeah, xin cảm ơn bạn đã giúp cho bọn tôi chiến thắng. Và đó là Warfan Trager M100 và chúng tăng hỗ trợ mỗi năm thả một lần. Còn vĩnh viễn thì có thể sang Nga, Leicester hay Trung Quốc. Bên đấy có những con gì luôn. Đây chắc chắn là năm cuối. Nếu năm sau mà không có sự thay đổi hay là cho thả vĩnh viễn hoặc là cho đi trung đội bla bla ấy thì tôi sẽ không chơi Warfan Trager M100 nữa. Có thì chỉ chơi stream thôi chứ không cắt làm video. Bắt đầu năm nay tôi tính bắn nó trở lại đấy. Bởi vì kíp lái khác mà. Kíp lái ông Mark Von Krieger. Năm ngoái năm kia đều là Ermelinda. Nhưng mà năm nay là ông kỹ sư. Cho anh em nghe tiếng ông ấy. Ok, chúc anh em của con và hẹn gặp lại ở những buổi livestream tiếp theo. Bye bye.